Xin kính chào quý vị và các bạn khán giả đang theo dõi tin tức mới nhất về vụ án rúng động liên quan đến vụ chồng sát hại vợ, đào hố dấu xác phi tang vừa mới xảy ra tại Đà Lạt. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra đã lấy được lời khai của người chồng, cũng chính là nghi phạm của vụ án này. Mời quý vị hãy cùng theo dõi tường tận lời khai và diễn biến mới nhất của vụ án. Mới nhất, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự đoàn thanh trí, 30 tuổi, trú xã Sơn Trường, thành phố Đà Lạt, để làm rõ hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 6 tháng 4, trong khi đang làm vườn, một người dân tại địa phương thấy chó vừa đào bới vừa sủa in ỏi tại một khu đất trồng cà phê gần miếu thổ thần của xóm Trại Thiết. Sau đó, người này phát hiện một phần thi thể người bị chôn lấp nên hô hoán mọi người đến hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng. Đại tá Trần Minh Tiến giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất. Khi lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí, sinh năm 1992, lao động tự do đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người là Trần Thị Kim Tê, sinh năm 1997, lao động tự do. Ngày sau đó, Trí bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu đoàn thanh trí 30 tuổi, trú xã Sơn Trường, thành phố Đà Lạt, khai nhận khoảng 3 giờ sáng ngày 9 tháng 11 năm 2021, trí và vợ là chị T, 25 tuổi, nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã về việc trí nghi ngờ chị T có tình cảm với người khác. Sau đó, mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm và trí đã dùng dao đâm nhiều nhát, khiến chị T tử vong. Gây án xong, Trí đưa xác vợ đến khu đất vườn trồng hồng và cà phê của một hộ dân khác, cách nhà mình khoảng 200 m rồi đào hố chôn xác phi tan. Một thời gian sau đó, đối tượng đi làm xa ở Nha Trang và thông báo việc chị Tê mất tích không ở nhà. Đáng chú ý, chị Tê mất tích nhiều tháng nay, người nhà chị chỉ liên lạc được qua tin nhắn và được biết người phụ nữ này đang đi làm xa ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Trí khai nhận rằng sau khi sát hại vợ, đối tượng đã dùng điện thoại của chị Tê để nhắn tin cho người nhà nạn nhân. Không dừng lại ở việc nhắn tin, đối tượng còn dùng Facebook chị T để đăng tải hình ảnh, bài viết, thể hiện rằng nạn nhân vẫn đang làm việc ở xa như thông tin giả mà Trí đã đưa ra để tung hỏa mù đánh lạc hướng mọi người. Từ lời khai của Trí và những thông tin ban đầu, cơ quan công an đã xác định đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ sau khi giết người đã chôn giấu xác phi tan, hòng trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Nhận báo cáo về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để trả lại bình yên cho địa bàn dân cư. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra để nhanh chóng làm rõ vụ án mạng. Toàn cảnh vụ việc Nhanh chóng điều tra và bằng mọi biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra được toàn bộ sự việc. Khi kết hôn với người phụ nữ kém anh ta 5 tuổi, hồi năm 2015 và có hai người con, tuy nhiên hai người thường xảy ra mâu thuẫn khiến cuộc sống hôn nhân khá ngột ngạt. Trí khai vào chiều 11 tháng 12 năm 2021, anh ta và vợ to tiếng khi thấy chị này bỏ nhà đi chơi. Tiếp đó, người chồng được cho là nhận được hình ảnh thể hiện vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác, nên đã nổi cơn ghen. Nghi phạm đã nhẫn tâm xuống tay tàn ác, sau đó lập mưu để đánh lừa mọi người. Tới rạng sáng hôm sau, hắn không ngủ được là nhớ chuyện hồi chiều nên bực tức. Khi người vợ đang ngủ trí vào bếp lấy dao đâm chết vợ, Xác định vợ đã chết, người chồng suy tính phi tan xác, xoa dấu vết hiện trường. Hắn lau dọn các vệt máu rồi vùi thi thể vợ dưới hố gần sườn đồi, cạnh vườn hồng và vườn cà phê tại xã Sơn Trường, cách nhà hơn 70 mét. Sáng hôm sau, trí vợ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi làm bình thường. Và ngày sau không thấy bóng dáng người phụ nữ này ở nhà, hàng xóm dò hỏi. Sợ mọi người nghi ngờ trí bảo vợ đi làm ăn xa. Anh ta sau đó cũng lấy cớ đi kiếm tiền rồi rời khỏi địa phương. Đến chiều mùng 6 tháng 4, sau khi mưa lớn khiến cho lớp đất đá nơi hung thủ phi tang sát nạn nhân bị xói mòn, người dân mới phát hiện ra thi thể. Từ những dấu tích trên hiện trường khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân nghi bị sát hại chôn xác phi tang không bỏ lọt tội phạm, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án, yêu cầu Phòng Cảnh sát Hình sự, Chủ công phối hợp với Công an thành phố Đà Lạt, làm rõ những tình tiết mâu thuẫn trong vụ việc lời khai của nghi can không bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tính toán phương án khám nghiệm, thu thập chứng cứ để đấu tranh xử lý nghiêm vụ việc. Nhiều cảnh sát được tung vào cuộc điều tra, và giờ sau họ xác định nạn nhân là người địa phương, sống gần hiện trường, mất tích cách đây 3 tháng cùng các dữ liệu liên quan. Trong khi đó làm việc với cảnh sát, mẹ nạn nhân cho biết 3 tháng trước con gái có nhắn tin đi bán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng từ đó tới nay không thấy gọi điện. Còn con rể thì bảo đến Khánh Hòa làm việc, thi thoảng đưa hai cháu ngoại về nhà chơi, nhất là có dịp lễ Tết. Từ những thông tin có được, tổ điều tra viên tiếp cận Trí cùng người thân của anh ta, biết không thoát được rạng sáng mùng 7 tháng 4, Trí ra đầu thú, thú nhận đã giết vợ, trước khi trình diện hắn còn đăng trạng thái trên facebook xin vợ tha thứ cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ trọng án chồng giết vợ gây rúng động dư luận nguyên nhân đa phần bắt nguồn do ghen tuông hoặc những mâu thuẫn vợ chồng nhỏ nhặt sống ở đời và sống với nhau trong cùng một gia đình ai cũng có những nỗi buồn và bực mình riêng về người bạn đời của mình nhưng không vì thế mà buông lời đau lòng đối phương và thậm chí có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong đời sống hôn nhân việc mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi có khi là những trận cãi nhau không hồi kết cũng có khi là những trận đòn roi kéo dài từ năm này qua năm khác địa ngục từ đó cũng được hình thành ở nơi tưởng chừng như là bình yên nhất và người trong cuộc đôi khi phải trả cái giá rất đắt để thoát khỏi Dư luận đang rúng động sự việc chồng sát hại vợ, vợ hãm hại chồng. Những vụ án này khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi lớn. Vì sao thời gian gần đây, ngày càng có nhiều vụ thảm án xảy ra? Tại sao hung thủ lại dễ dàng ra tay sát hại vợ hay chồng mình như thế? Hầu như mọi thủ phạm trong các vụ sát hại vợ, người yêu đều biện minh cho hành động đáng sợ qua hai lý do. Một là bởi vì yêu, hai là bởi vì yêu quá nhiều. Trong khi đó ở các vụ vợ giết chồng, thủ phạm không biện minh mà chỉ thừa nhận đó là kết quả của bị bạo hành, làm dụng dẫn đến cùng quẩn và hành động mù quáng. Dù là vì nguyên nhân gì, vì yêu hay ghen tuông, phụ nữ cũng cần hiểu đàn ông để tự bảo vệ mình. Tội ác bắt đầu từ sự hờ hững hay không chung thủy của người vợ khiến cho những người đàn ông từng hiền lành trong phút chốc trở thành kẻ thủ ác đang tâm ra tay giết hại người từng đầu ấp tay gối, giờ đây họ không chỉ trả giá cho tội ác bằng hình phạt tù đang đẳng, mà suốt cuộc đời còn lại cũng phải sống trong sự ân hận dài vò, sự dèm pha của dư luận. Những tin tức mới nhất liên quan đến vụ án mạng này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.